một miếng gan đây mà, mấy cái miếng tim, ok, đây là miếng cọc, tô này là 80. Giờ mình sẽ ăn hết cái bịch snack khổng lồ luôn các bạn. Bạn nhìn nè, một gan nè, hai gan nè. Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ làm thử thách ăn hết bịch oxy khổng lồ này các bạn. Này các bạn, rất là to. Thì bịch này bữa mình đi mua ở bên hội chợ Thái Lan các bạn, mà mình chưa có quay. Thì mình thấy bịch này rất đặc biệt, rất là to luôn. Mình sẽ làm một cách ăn hết cái bịch này coi thử ở trong này nó có cái gì. Thì bịch này mình mua là 110 ngàn nha các bạn, 110 ngàn một cái bịch oxy, to cực kỳ luôn này các bạn. Đó, nhưng mà trước hết mình sẽ giới thiệu với bạn cái đây là cháo lòng các bạn. Này, cháo lòng này là mắc nhất Sài Gòn luôn nha các bạn. Thì có giá tầm 80 ngàn một tô. Thì mình sẽ cho các bạn xem ở trong này là có gì. Tô này chỉ 60 thôi bạn. Tô này chỉ có 60 ngàn thôi. Tô này mới 80 ngàn nè. Đó, đây là cháo lòng mắc nhất Sài Gòn luôn nha các bạn. Này, đây là tô 80 ngàn nè các bạn. Mình cho các bạn xem nè, một cái trứng hồng đào, có một cục nấm, có một miếng đau tử đó các bạn, lòng, miếng cá lóc, đây là cũng một nấm luôn, đây một miếng gan, đây bạn, mấy cái miếng tim, ok, đây là miếng cọc. Tô này là 80 nha, tô này 80, tô này là 60, tô 60 nè các bạn nhìn nè. Đó, một miếng tim, một miếng bao tử, một miếng cọc, một miếng lòng, cũng được một miếng cá lóc luôn. Tô này 60. Bây giờ mình sẽ ăn thử nó ngon không các bạn. Đây, mình có cạc có dít nạt nè. Đây các bạn, cháo tiều nha các bạn. Đây là cháo tiều bán rất là lâu năm rồi, mấy chục năm rồi. À, cô Út chở bạn cờ các bạn mới nhìn. Thì thấy sau lưng cái sơ đồ nè. Đó, các bạn. Đây là gọi là thương hiệu độc quyền á. Thì mình nhìn thấy tô cháo là đã thấy hấp dẫn rồi các bạn. Nhìn là đầy đủ tim, gan, cọc, phèo, phổi là rất là hấp dẫn. Giờ mình sẽ bỏ xíu nước tương vô nè. Này mua về, nhưng mà mua về thì mình không có thấy chanh gì á. Thường cháo lòng phải có chanh đâu, ăn mới ngon lắm. Không có chanh, tiêu, ớt, nói chung là không có gì để nêm hết á. Cháo lòng không có gì để nêm mà, không có ớt mà. Thường cháo lòng mà không có tiêu, chanh, ớt ăn không có ngon nhưng mà. Giờ mình sẽ ăn thử nó như thế nào. Thì ăn mà, nói chung là hộp cháo mềm lắm mà nó không có bị nát. Đây là miếng lòng nè, lòng mềm không hôi, đây là miếng bao tử, tưởng ngon mà không có hôi. Ăn mấy đồ lòng mà sợ nhất là bị hôi các bạn. Ngon. Nói chung tô này 80 ngàn là mình thấy đáng đồng tiền các bạn. Tại thấy mấy cái cọc gan phèo phổi tim đầy đủ. Đây cọc nè. Giờ mình sẽ hết cái bịch snack khổng lồ luôn các bạn. Bạn nhìn nè, một gan nè, hai gan nè, hai gan rưỡi nha các bạn, thì là tầm 50 cm, đây rất là to, dễ ăn luôn.
khui ra, còn thử ở trong này là nó có cái gì trong này. Sao mà nó bự quá vậy các bạn? Nó bự như vậy thì thiệt ra là không khí không, hay là ở trong này là nó phun lên. Giờ mình khui vô thử coi là cái không khí thường thường á, cái bịch snack như gì đúng không? Thì nó nằm ở đây à các bạn, chứ nó không có lên phun như này đâu. Nên mình nghĩ cái bịch mà nó to như vậy là nhiều khi bánh nó như này à. Giờ mình sẽ khui cho bạn coi ở trong này nó có cái gì. Mình cũng đang rất là thắc mắc là không biết là trong này nó có cái gì các bạn. Đi chứ là cái vỏ sắt vậy các bạn, tại vì nó quá to đi. Ok các bạn, đã ra rồi. Đây. Trời ơi các bạn, lừa mình. Trời, nó lừa mình rồi các bạn. Một bịch bự này nó để nó to gì nè, lôi ngay ngón tay của mình luôn. Rồi giờ mình khui ra trong nó gì nè. Trời ơi, đây khui ra trong là một bịch, hai bịch, ba bịch, bốn bịch, năm bịch, sáu bịch. Trời ơi, đây lừa đảo mình hỏi là cái bịch này nó to như vậy, là trong là nó to vậy sao? Té ra trong này 6 bịch nhỏ. Trời, kêu dê với thịt chó các bạn, mình tưởng nó là cái bịch bự như vậy. Kinh khủng bự các bạn. Hồi chở Thái Lan mình mua á, tiếp tục mình sẽ khui nó. Cái này là cái gì? Đây các bạn, trời ơi thất vọng không? Cái cộng gì mà cái xíu gì à? Mình đã dám để mình nó lừa mình nè các bạn, nó to gì luôn nè. Bây giờ nó cũng thành gì nè, đúng là oxy đúng luôn á. Nói chung là cũng rất là ngon, nhưng mà nó rất là đầy nha. Nó phải như oxy của Việt Nam mình á, bị bự gì mà nhiều khi có như vậy à. Còn này này nè, nó nhiều lắm nè các bạn. Này nè, thấy không, rất là nhiều. Nói chung là 110.000 mà 6 bịch là bao nhiêu một bịch bạn? Một bịch là nhiêu ta? 6 bịch 6 bịch là nhiêu? 20.000, 18.000 bịch. Nói chung là tầm 15.000 bịch các bạn. Nhưng mà nó khác là nè các bạn, ở trong này nó có tương ớt, tương cà. Bịch màu đỏ này ở trong nó có tương cà thì ra là nó có tương cà. Tiếp tục, ở trong này nó có cái bịch gì nữa nè các bạn? Nó bịch ớt. Trời, giờ mình mới biết, giờ mình coi cái bịch màu xanh này nó có gì nha. Nãy mình quên mất, coi nó trong xanh nó có gì. Đây, đây các bạn, bịch màu xanh nó cũng có trái ớt luôn. Thì ra là bịch màu xanh nó có. Đây đây, nó vẫn có tương cà luôn. Thì ra là vậy. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục các bạn. Mình sẽ tiếp tục khui cái bịch này là gì nữa. Công nhận Thái Lan nó làm mình tò mò các bạn.
đánh oxy mà ăn kiểu vậy á các bạn. Khó hiểu quá. Này bánh oxy các bạn có xịt vô gì nè, các bạn thấy không? Đó. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ khui cái bịch. Đây, bịch mà có chữ ớt nè các bạn. Nó ghi vào kiểu Thái Lan rồi mình bó tay luôn á. Đây là seafood sauce. À seafood sauce nha các bạn. Có nghĩa là đây là sauce hải sản. Bây giờ mình sẽ khui ra thử. Còn bịch trắng này là cái gì? Nó cũng là seafood sauce luôn. Bây giờ mình sẽ khui nó ra thử lại gì hôm nay nè. Bập. Này, nó cũng đúc màu đỏ luôn. Bây giờ mình chế vô nè. Nó là giúp mình đầu dầu quá. Chua chua, cay cay nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy cái dĩa này mình chút ra cho bạn dễ xem nữa nè, nó là gì nè. Đó. Nhiều không nha. Quá nhiều luôn. Giờ mình chút ra cho bạn xem nè. Ở Thái Lan nó ăn oxy rất là khác với mình nha. Mày có cái sốt này nữa nè. Mỗi bịch oxy có sốt. Đây là seafood nè. Cái này giống như mình ăn bánh pizza á. Mình xịt nữa nè. Em thấy không? Nhiều lắm. Đây nó tới 6 bịch luôn. Giờ mình ăn thử nè. Ngon các bạn. Chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ khui bịch màu cam nữa mà. Nó có 3 màu rồi. Khui bịch màu cam này nó có gì không này? Này. Bịch màu cam khác các bạn. Màu cam nó bị cay hơn cả ớt. Đây. Mình chúc cho bạn coi màu cam nó là gì nè. Nó khác nha. Các em thấy không? Màu cam nó sẽ đỏ hơn. Nó sẽ cay hơn. Nhưng mà nó cũng không cay gì lắm á. Mà nó có cái nước sốt này nè. Ăn rất là ngon, rất là lạ luôn. Mình tính làm thử thấp. Ăn cái bịch oxy mà nó to gì nè. Ai mà nó chỉ nhỏ vậy thôi. Các bạn đi hỗ trợ Thái Lan rồi các bạn cẩn thận bị lừa giống mình nha. Thiệt ra trong đó nó có 6 cái bịch nhỏ. Thôi, nói chung là mình khui cho bạn xem thử nó là cái gì rồi đó. Mình cũng không biết luôn á. Cũng mời cảm ơn các bạn xem video tới giờ phút này nha. Nếu hay thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh nữa. Mình sẽ ra những video lần sau hay hơn, hấp dẫn hơn. Mình gần lên 100.000 subscribe rồi các bạn à. Thì bạn nào thích ăn tô cháo lòng mà 80.000 mắc nhất Sài Gòn thì các bạn đến đường Cao Thắng 51/33 Cao Thắng nha các bạn. Rất là ngon. Nói chung là chỉ có 80.000 thôi nhưng mà đáng đồng tiền lắm. Rất là nhiều cái topping đó các bạn. Cái lòng á rất là nhiều. Thôi chào các bạn nha.